Hello, Nguyên TV xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình đi tuyến đường từ Nha Trang lên Đà Lạt các bạn. Thì giờ là 9 giờ 15 phút tối ngày 18 đầu năm tháng Giêng năm 2022. Đây là đang trên đoạn đường gần tới Đà Lạt, cách khoảng 20 cây nữa là tới Đà Lạt. Thì mình đã đi từ Nha Trang đi lên. Đây là một cung đường rất là đẹp, nhưng mà quay vào ban đêm này thì nhìn nó hơi tối mà cũng khó nhìn. Nhưng mà hiếm khi mà quay được vào ban đêm với cung đường này lắm. Cái ban ngày thì dễ thôi. Thì nhà mình quyết định quay vào ban đêm chia sẻ với các bạn. Cách Đà Lạt khoảng 20 cây. Sắp tới thì sẽ có đi qua những cái rừng thông rất là đẹp. Nhiệt độ bây giờ đang là 17 độ. Ra ngoài trời là lạnh nhất. Cái cung đường này ban ngày thì người đi phượt xe máy nhiều lắm các bạn. Từng đoàn người một kéo nhau đi. Tại vì đường rất là đẹp, cảnh thơ mộng. Tối tối các bạn cũng nhìn thấy đấy. Đây là rừng thông này. Tới đây thì đã thấy ánh đèn rồi. Có những cái nhà trọt homestay hoặc là nhà nghỉ khách sạn. Thủy Hoàng Nguyên. Xa xa có một cái ánh đèn rất là sáng. Đây bên dưới này các bạn, đây toàn là vườn rau thôi, là hoa gì đó, một cái thung lũng mênh mông. Cảnh rất là đẹp. Mày chạy đi xuống mình quay cho các bạn coi. Đó. Ôi ra ngoài. Ra ngoài không khí lạnh lắm. Hàng một vùng sáng, sáng trưng. Cái này họ nhà lồng đây. Toàn bóng đèn điện, không biết là mình cũng chưa hiểu được tác dụng của nó là như thế nào. Có thể là giữ ấm cho rau hoặc là tạo cái ánh sáng để nó tưởng như là ban ngày, để rau phát triển được nhiều hơn hoặc là hoa phát triển được nhiều hơn, giống như các vườn thanh long, vườn hoa. Thấy chạy đèn như thế này. Đấy, các bạn thấy về đêm cái vườn rau hoặc vườn hoa này đẹp như thế nào. Thì mình từ Nha Trang về đây, chạy từ Nha Trang lên đây khoảng hơn 100 cây. Bây giờ đã cách trung tâm khoảng 10 cây số nữa là đến trung tâm Đà Lạt. Mình đi vào trung tâm thành phố đây, lát nữa mình quay tiếp. Bây giờ mình đang tiến vào trung tâm thành phố Đà Lạt các bạn nhá. Chín giờ 50 phút tối. Dưới kia là Hồ Xuân Hương các bạn ạ. Đấy, mình đang đi khúc này là xuống dốc. Đây là Hồ Xuân Hương các bạn ạ. Về đêm nó như thế này đây. Đà Lạt 10 giờ đêm vẫn còn đông. Khác hẳn không khí của Đà Nẵng mình vừa đi qua, hay là Hạ Long, khu du lịch Hạ Long cũng vắng. Hello, Nguyên TV xin chào các bạn. Mình đang đứng ở trung tâm thành phố Đà Lạt các bạn nhé. Đây thì Đà Lạt là lúc này là 10 giờ đêm. Rất là đông người qua lại chứ không có vắng như những thành phố du lịch khác như mình Quảng Ninh hay là Đà Nẵng mình vừa đi qua.
thì đều hưu lắm. Còn Đà Lạt hôm nay 10 giờ đêm rồi mà vẫn còn đông. Đây là trung tâm thác nước. Kia có một con chó rất lớn ra chụp hình với lại khách du lịch. Con này rất là khôn. Phía này đang là hồ Xuân Hương các bạn ạ. Đây là cây cầu đi qua trung tâm công viên, phía sau kia là chợ Đà Lạt nhá. Đà Lạt rất là nhộn nhịp đông vui như vậy. Đà Lạt là đất hoa mà đâu cũng thấy hoa. Đến đây là gặp hoa liền. Dịch bệnh như này mà Đà Lạt rất đông vui. Hôm nay mới là thứ sáu. Mình sẽ đi bộ vào chợ đêm Đà Lạt các bạn ạ. Ngày mới là 18. 18 tháng Giêng. Đây là chợ đêm Đà Lạt rất nhộn nhịp. Các đồ ăn vặt ở hai bên đường là nhiều. Đây là xe điện chở du khách. Xôi chiên miền Tây. Đồ ăn vặt hai bên này nhiều lắm. Bên kia là bán quần áo. Phía bên phải thì đi đường đi vào này bán đồ ăn. Bên trái thì bán quần áo, đồ lưu niệm. Nhộn nhịp quá. Đây, trước mặt là chợ Đà Lạt đây. Các bạn có nhìn thấy không? Có chữ chợ Đà Lạt đó. Thank you.
Quầy này bán trái cây, dâu, đồ ăn. Chọn Đà Lạt quá đông. Trung tâm chợ Đà Lạt rồi các bạn ạ. Đây bên này là bán toàn đồ lưu niệm thôi, quần áo. Bảy ngàn cái à? Dạ, mấy cái à? Lấy một cái ăn thôi. Rồi, 7 ngàn. Mày ăn cái này gọi là bánh gì nhỉ? Dạ, bánh ống lá dứa. Bánh ống lá dứa. Mua một cái bánh ống lá dứa ở trung tâm Đà Lạt này. Bốc khói luôn nữa. Đây là trung tâm Đà Lạt, lúc này là 10 giờ 20 phút. Đông vui nhộn nhịp lắm, không như mấy thành phố du lịch khác nhé, mình vừa đi qua. Ví dụ Quảng Ninh hay Đà Lạt, Quảng Ninh hay là Đà Nẵng đều rất là mờ nhạt, ít người, nhưng mà đây thì đông lắm. Đây là một cây bụi hồng ở bờ hồ Xuân Hương nhá, có màu hồng này, màu tím này, nụ rất là nhiều. Đà Lạt là xứ hoa mà. Bông rất lớn. Bây giờ mình sẽ đi bộ quanh bờ hồ Xuân Hương một vòng các bạn ha. Mình bắt đầu đi bộ. Nhiệt độ chắc khoảng 10 mấy độ, cũng mát lắm, lạnh lạnh luôn. Đi rất thích hợp cho đi bộ. Phía sau kia là trung tâm chợ Đà Lạt, đài phun nước.
trong đây là công viên. Đúng là Đà Lạt vật tư hoa, đông tư hoa mà. Hoa hồng rất là đẹp, lớn luôn, mọc đầy hai bên, cực đẹp. Tối đến mà nhìn vẫn còn đẹp ha. Bạn thấy chưa? Đúng là thành phố hoa. Thành phố hoa Đà Lạt. Biểu không lấy đâu, tặng bác hai chục thôi. Hello, chào các bạn. Mình đang đứng ở quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt. Dưới kia là Hồ Xuân Hương các bạn ha. Hiện tại bây giờ đang là khoảng 11 giờ đêm. Còn thiếu khoảng 7 phút nữa là 11 giờ đêm. Thì thành phố Đà Lạt vẫn đông người qua lại, vui chơi. Phía bên chợ đêm kia thì còn đông vui lắm. Có người ạ. Một bên là bán đồ ăn, một bên là bán đồ lưu niệm. Dưới kia là Hồ Xuân Hương. Thì mình đã đi bộ một vòng rồi. Thì Đà Lạt đông vui lắm, không giống như là Quảng Ninh. Mình đến Quảng Ninh hoặc là Đà Nẵng vừa qua thì không có người du lịch luôn. Đặc biệt là Quảng Ninh, đảo Tuần Châu rất là vắng. Còn Đà Nẵng thì cũng vậy luôn, bờ biển vắng tanh. Nha Trang cũng vắng, nhưng mà riêng Đà Lạt thì không hề vắng chỗ nào, vẫn đông vui các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành nắng các bạn ạ. Đà Lạt bây giờ khoảng 18 độ. Uống một ly sữa đậu nành. Ly này một ly là bao nhiêu tiền chị? 15 ngàn. Yeah. Một ly như thế này là 15 ngàn các bạn nhé, ở quảng trường trung tâm Đà Lạt. Còn đông lắm. À 15 phút nữa. À cúp điện rồi, lại vừa nói xong. Cái chị bán hàng nói vừa nói xong thì cúp điện. Đúng 11 giờ đêm cúp điện. À, trời lạnh lạnh uống một ly sữa đậu nành này ngon lắm các bạn ạ, đã lắm. Đồ ăn vặt ở Đà Lạt mình nhiều, không thua gì Sài Gòn, đâu đâu cũng có. Giờ mình đã đi ráp một vòng bờ hồ rồi, chắc mình phải đi kiếm một cái khách sạn nào đó thôi các bạn, để kiếm chỗ nghỉ qua đêm nay đã. Bây giờ đi thôi. Vậy là sau một hồi đi bộ mệt quá, mình cũng kiếm được cái khách sạn rồi các bạn nhé. Hôm nay đông nhưng mà vẫn kiếm được. Thì cái phòng chỗ mình hơi nhỏ nhưng mà có hơn không. Giờ này có cái chỗ nghỉ ngơi là mừng lắm rồi. Nó nhỏ mà khá ấm cúng, đều là sạch sẽ.
đây là mình đã tắm rửa xong xuôi rồi, đấy người khỏe rồi. Mình đi ra ngoài chợ đêm mà sẽ còn gì không mình ăn tối. Giờ cũng buồn rồi. Qua 12 giờ rồi các bạn. Thì các bạn đi xuống chợ đêm cùng với mình nhé. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đang ở chợ đêm Đà Lạt đây. Hồi tối là để ăn cháo gà trứng non. Rồi. Giờ này là mấy giờ nhỉ? Giờ này là 12 rưỡi đi, 10. Rồi 12 rưỡi rồi, chúng ta là 12 rưỡi. Giờ này sắp dọn hàng rồi cho nên nó bê bối rồi. Dạ. Bây giờ mình giờ mới kiếm được khách sạn để thuê xong giờ ra mới ăn đây. Rồi mời các bạn ăn cháo với mình. Đây một tô cháo này ở chợ đêm Đà Lạt là 50.000 các bạn ha. Cháo gà trứng non. Lúc trước cái dãy bên này là bán đồ ăn, bên kia là bán quần áo đồ lưu niệm. Như giờ này 12 rưỡi họ dọn đi hết rồi, thì còn lại hàng ăn rồi chắc cũng sắp dọn rồi. Giờ này mình mới được ăn. Mời các bạn ăn cháo cùng mình nha. Quay trực tiếp. Rồi đêm rồi, 12 rưỡi rồi, thì ăn được Tết rồi các bạn. Cháo khá ngon. Giá là 50.000 một tô. Trước lúc 1 giờ, ngày trước 12 giờ thì đông lắm. Lúc đó mình chưa lấy được khách sạn. Để lấy khách sạn, tắm rửa xong rồi mới ra đây thăm. Trưa hôm 17, bắt đầu đi từ Quảng Ninh. Xuất phát cầu rẽ một số nơi, có Đà Nẵng này. Đến Nha Trang vòng lên Đà Lạt này, mai về Sài Gòn. Đói thì ăn thế nào ngon. Cháo ở đây ngon thật. Hay là mình đói quá ăn thế nó ngon vậy không? Cháo nóng thì ăn nó ngon vậy. Đói quá lúc nay mình về khách sạn lấy phòng tắm rửa xong cũng ngủ luôn. Kể lúc đó mà có gì ăn thì mình cũng ngủ rồi. Lúc nay em mình đến đây để mình lại rồi em đi công việc, ngày mai nó đi họp gì đó nên là mình sẽ ở đây đến trưa mai cho mình quay lại đó. Hai anh em về Sài Gòn. Chắc tối mai, chiều tối mai có mặt ở Sài Gòn. Đây khoảng 18 độ nhưng Sài Gòn thì hôm nay hình như khoảng 30 độ. Rất là nóng. Lúc trước mình có hỏi chuyện một người bán ở đây không? Nói là tại Đà Lạt không có nghỉ, chợ Đà Lạt có bán thuốc. Giờ này là bán đêm là nghỉ rồi. Xong rồi bắt đầu dẹp đi đến người bán sáng lại dọn ra. Sáng bán chiều, bán đêm. Trong lúc mệt thì ăn cháo là tốt nhất, nhanh lại sắp nhất.
hết sạch luôn các bạn, ăn không còn lại cái gì. Các mình ăn cháo xong, giờ này là 1:15 rồi. Mình vừa ăn cháo xong, giờ là 1:15 rồi, chắc mình phải về khách sạn nghỉ. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đường phố vắng hết rồi à? Và mình về khách sạn nghỉ ngơi đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.